Xin chào anh em, mình là Hợp và trong video hôm nay thì mình sẽ có cho anh em một câu hỏi, đó là liệu anh em có dám bỏ ra cái thời gian là khoảng 1 năm để chờ đợi chiếc đồng hồ mà yêu thích và một chiếc đồng hồ mà được hoàn thiện theo cái nhu cầu của mình, theo cái sở thích của mình, hay còn gọi là bespoke không? Đó. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Kudoke. Thực ra đọc chuẩn nó sẽ là Kudoke, nhưng mà mình cứ đọc như này cho anh em dễ đọc nhé. Đó là Kudoke. Và đây là một chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu đây là một thương hiệu đồng hồ độc lập của Đức. Đó là German Watchmaking Independent. Và mình sẽ cùng mở ra cho anh em. Trước đây thì mình đã lên cho anh em những chiếc đồng hồ Kudoke rồi, nhưng mà đó đều là những chiếc sử dụng bộ thân bằng thép. Còn hôm nay đây là một chiếc đồng hồ mới 100% được ICS đặt hàng cho một vị khách đặc biệt Spencer, và có một cái chiết khấu Spencer cho anh khi mà anh đặt hàng bên mình. Và anh đã đặt là trước Tết âm năm ngoái, và đến thời điểm này thì sau khi là Kudoke trả hàng thì ICS mới nhận được và làm video này lên cho anh em thưởng thức, và sau đó thì ICS sẽ đi giao chiếc đồng hồ này cho anh khách quen bên mình. Đây là một chiếc Kudoke có cái mã là Kudoke 3, và nó sẽ thuộc cái collection là Handwerk của Kudoke, và vẫn là một cái phong cách mà hộp rất là đẹp của Kudoke. Các bạn có thể thấy là hộp của nó là hộp lụa nhé, được phủ lụa, mà cái lụa này nó làm giống như kiểu lông vậy, nhìn đã thực sự. Và thực sự là từng cái chi tiết ở trên cái hộp này thì mình nghĩ chắc chắn là chủ của thương hiệu này là người phải rất là kỹ tính và rất là khó tính mới có những cái sản phẩm mà ra mắt như này. Đó, chiếc này thì nó là một chiếc mới 100%, cho nên là các bạn có thể thấy ở đây là nó sẽ có một cái sợi đi kèm là Kudoke 3 750 Rose Gold với cái đo ở tại 5 position của hãng, và đây là chữ ký của ông Stephen Kudoke là chủ sở hữu của thương hiệu này. Đó. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái sổ của Kudoke đi kèm. Trên sổ này thì nó sẽ có những cái thông tin về chiếc đồng hồ của chúng ta. Như các bạn thấy ở đây thì nó sẽ được ra vào ngày 9 tháng 9 năm 2024, và đến thời điểm hiện tại thì mình đã có ở trên tay. Đó, Kudoke này có dấu của hãng đầy đủ. Anh em nào mà thích thương hiệu này thì có thể liên hệ ICS để đặt hàng. Và một điểm đặc biệt trên chiếc đồng hồ này đó là các bạn có thể đặt hàng theo yêu cầu của các bạn, từ chất liệu cho đến là những cái chi tiết mà được hãng nốt lại. Nó giống như là các bạn mua một chiếc Audi hoặc là một chiếc Porsche, các bạn mua xong rồi sau đó là các bạn sẽ được chọn cái option của mình. Thì chiếc Kudoke này cũng tương tự. Đây chính là chiếc Kudoke 3 và Rose Gold. Chiếc Kudoke 3 thì được bán với cả cái bản tiêu chuẩn đó là sử dụng thân thép, thì sẽ được bán với cái mức giá là 9.800 euro. Đó, nếu như các bạn chọn cái option là thân vàng Rose Gold hoặc là Yellow Gold 5N như chiếc này thì các bạn sẽ phải trả thêm cho phần case material là 6.800 đô. Đó. Và như chiếc đồng hồ này thì anh khách của mình còn option thêm một chi tiết nữa, đó là bộ máy thì sẽ được hand engraving full bộ máy, và cái option đó thì sẽ cộng thêm trong cái bill của các bạn thêm là 3.990 euro nữa. Tổng của chiếc này cấu thành, nếu mà giá retail của hãng thì nó sẽ vào khoảng tầm 20.590 euro các bạn nhé. Các bạn sẽ tự nhân cái tỷ giá thì các bạn có thể thấy là cái mức giá đó hiện tại nếu như các bạn về thì nó sẽ như nào. Và ngoài ra thì cái thời gian chờ đợi của nó cũng là một cái thời gian mà rất là lâu, là hiện tại Kudoke cái waiting list của họ là phải từ 8 tháng cho đến 12 tháng tùy vào mẫu và tùy vào cái yêu cầu các bạn đặt. Đó. Thì chiếc Kudoke hôm nay mình có ở đây như các bạn thấy đó là một chiếc Kudoke 3 Rose Gold, và đây là một chiếc Kudoke mà cũng lần đầu tiên mình về cái mẫu Kudoke 3 này. Các bạn có thể thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt số rất là đẹp, Size của chiếc này là size 39mm và nó sẽ có cái độ dày vào khoảng tầm 10mm các bạn nhé. Về mặt số thì nó sẽ có một cái mặt số được làm độc đáo và chia thành hai phần. Phần dưới thì như các bạn thấy nó sẽ có một cái lớp mặt sần màu ghi xám và được hoàn thiện cực kỳ tốt với một cái tấm kim loại với logo Kudoke ở đây. Ở phía ngoài chúng ta sẽ có một cái chartering và chartering này thì cũng được phủ rhodium. Ở phía mặt trên, nửa bán cầu trên thì chúng ta sẽ có đó là nơi hiển thị giờ. Đó, thì cái cách hiển thị giờ của chiếc đồng hồ này thì cũng rất là đặc biệt. Các bạn có thể thấy là khi mình quay đó thì ở phía trong này, phía dưới này chúng ta sẽ có một cái kim dạng 3. Các bạn sẽ thấy nó là một cái kim dạng 3 nhé. Và khi ở đây là nó khoảng 3 giờ này. Đó, và sau đó chúng ta sẽ 4 giờ này, 5 giờ, 6 giờ. Và khi đến cái kim này đến 6 giờ bên này thì chúng ta đã thấy một cái kim khác nó trồi lên ở 6 giờ bên kia. Và cứ như vậy là chúng ta sẽ thấy là khi mà hiển thị chúng ta sẽ có những cái kim ở trên này là nó hiển thị theo dạng như vậy. Đó, ví dụ như bây giờ là 9 giờ này, bây giờ là 10 giờ. Và đến đúng 10 giờ thì nó sẽ có thêm một cái kim bên này trồi lên. Một cái cách hiển thị rất là độc đáo và lạ. Và nó khá là giống một cái máy hiển thị điện tâm đồ gì đó, hoặc là những cái máy mà chúng ta thường thấy. Đó. Bộ kim của chúng ta thì là được làm hoàn toàn từ thép không gỉ và sau đó được nung xanh rất là đẹp. Trong đó cái kim phút của chúng ta thì là dạng Infinity. Như các bạn thấy ở đây thì toàn bộ phần thân của nó được làm từ vàng, và vàng là 750 5N Rose Gold. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm với logo chữ K của Kudoke, và núm này thì được làm theo dạng núm củ hành với khía rất là đẹp. Kính sapphire và cái độ hoàn thiện của nó thì phải nói là tuyệt vời. Các bạn khó có thể nghĩ đây là một chiếc đồng hồ được hoàn thiện hoàn toàn thủ công bằng tay, nhưng mà nó được hoàn thiện hoàn toàn bằng tay đấy các bạn. Và nó thực sự đây là một cái đỉnh cao của những người thợ làm đồng hồ. Và khi các bạn lật ra phía sau thì các bạn sẽ thấy ngay bộ máy Calibre 1 của Kudoke. Đó, bộ máy này thì đã được anh khách của bên mình là Bespoke là chọn cái gói là hand engraving toàn bộ movement. Và các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có những cái hoa văn họa tiết vàng nổi bật ở phía sau này. Đó, ở đây thì nó là một bộ máy manual winding, cho nên các bạn thấy khi mình chưa lên cót thì cái balance wheel nó sẽ chưa chạy. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thanh cân bằng để giữ cái balance wheel này, và nó cũng được hand engraving luôn. Đó, ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái biển Kudoke Germany. Đó, AU750 Germany Kudoke. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có tổng cộng là 18 chân kính, có tần số là 4/28800, và các bạn sẽ có là 46 giờ tích cóp. Đó, và toàn bộ bộ máy được làm và hoàn thiện và lắp ráp thủ công hoàn toàn bằng tay bởi những cái người thợ lành nghề nhất của Kudoke của Đức. Đó, các bạn có thể thấy bộ máy rất là đẹp. Đó, và đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái khóa xiên, dĩ nhiên cũng bằng vàng. Đó. Chiếc đồng hồ này hiện tại thì bên mình đã dành để giao cho khách, và đây là một chiếc đồng hồ rất đẹp. Nếu như anh em mà quan tâm đến dòng sản phẩm Kudoke của Germany này thì anh em có thể liên hệ bên mình để liên hệ đặt hàng, và hãng thì chỉ nhận đặt hàng và sau đó sản xuất thôi. Còn nếu như các bạn mua market price thì có thể là giá nó sẽ khác, còn khi mà đặt qua ICS thì sẽ có một chiết khấu rất là tốt cho anh em so với cái giá hãng. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và sẽ hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.